Hello, mình là Chi đây. Hôm nay hãy cùng mình thử tô với chất liệu mới nha. Đó là màu sáp, chất liệu của tuổi thơ đấy. Mình đã dùng nó từ hồi cấp 1 và giờ mình đã bỏ màu sáp rồi. Nên hôm nay nhân dịp mình trông được của đứa em, mình sẽ thử vẽ một bức tranh bằng màu sáp xem ra sao nha. Nếu các bạn thấy thích nó thì hãy like video và đăng ký kênh mình nha. So sure of yourself.